đồng của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi full các phiên bản của Slenderina và Evinan. Ok, let's go. Chúng ta bắt đầu với Evinan 1. Nhất. Xe buýt này. Gì đấy? Anh mình bị phát hiện rồi phải không ta? Oh. Vàng này. Oh no. Mình đã vừa làm ra cái gì đấy rồi. Ôi. Thôi xong rồi. Chạy mau, chạy mau. Gì vậy trời? Thật là quá đáng quá đi. Như một cái mê cung luôn mọi người. Mình quay lại lấy xa beng.
Wow. Oh no. Bị phát hiện rồi. Rồi xong rồi. Chạy mau chạy mau. Okay. Lạ nhỉ, quay lại đây rồi.
bị phát hiện rồi. Ok, MV năm 2. Chúng là ôi chán rồi mọi người. Ôi đâu ôi thank you.
cửa tiếp theo. Thu thập nốt các tấm thẻ còn lại. Ôi. Trời ơi. Ôi. Được cục rồi. Đường bên này thôi. Ôi con ghim chặn ngay cửa luôn ạ. Điều cười nam dở. Ôi. Tôi ở đây này. Hãy đến là bắt tôi.
Ô, cái gì? Ồ. Học Selena.
mà thấy đây mà. Mình xin kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.